Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa. Môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy? Người trả lời rằng: Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng: Ngày Sa-bát làm ra vì loài người chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ý nghĩa tích cực của lề luật. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trang tin mừng trình bày cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Vấn đề được tranh luận là khoản luật nghỉ làm việc trong ngày Sa-bát đã được ghi trong sách xuất hành. Nhóm biệt phái thì họ chỉ để ý đến mặt chữ, nghĩa đen cuối từ. Nghỉ là nghỉ và không có ngoại lệ. Thậm chí họ còn đưa thêm đến 39 việc là không được làm trong ngày Sa-bát. Trong đó là có việc móc lúa và bứt vài bông lúa, cũng là điều ngăn cấm, không được làm. Bởi đó họ phản đối Chúa Giêsu qua hành động của các môn đệ người. Còn Chúa Giêsu thì sao? Thưa, người để ý đến cái tinh thần, đến cái cốt lõi, đến cái ý nghĩa của cái khoản luật ấy, tức là hướng đến việc phục vụ và thăng tiến con người toàn diện. Ngày xưa khi còn ở bên Ai Cập thì dân Do Thái phải là nô lệ, làm việc rất là cực nhọc. Bởi đó khi họ được tự do ra khỏi Ai Cập thì Môsê đã ra cái luật là nghỉ ngày Sa-bát nhằm phục vụ cho chính những người Do Thái và cho cả những người nô lệ, những người đầy tớ làm việc nữa. Theo tinh thần ấy thì Chúa Giêsu đã khẳng định rằng ngày Sa-bát được lập ra là vì con người chứ không phải là con người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Không những thế, Chúa Giêsu còn mặc khải thêm rằng một cái mặc khải lớn hơn cho những người biệt phái. Con người ở chỗ này viết hoa ám chỉ là chính Chúa đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát nữa. Thưa cộng đoàn, khi tranh luận với nhóm biệt phái như thế thì Chúa Giêsu không có ý định là bênh vực cho các môn đệ, cũng không có ý là dung túng cho bất kỳ hành động sai trái nào của các đồ đệ của mình đâu. Chúa chỉ muốn cho những người biệt phái hiểu được thế nào là phẩm giá của con người và lề luật được thiết lập nhằm phục vụ con người, giúp cho con người thăng tiến chứ không phải là cấm cản. Thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay muốn chúng ta có cái nhìn đúng đắn về luật lệ. Đối với Thiên Chúa, giá trị con người không dừng ở chỗ chúng ta giữ đúng luật, nhưng là cái cách thế mà chúng ta đã giữ luật. Cái ý hướng nào, cái động cơ nào đã thúc đẩy chúng ta giữ điều này, giữ điều kia, đó mới là điều quan trọng. Giữ luật bằng con tim thì chắc chắn nó khác với cái việc là giữ luật hình thức, giữ luật cốt để yên tâm, cốt để được người khác khen ngợi. Người ta thường ví lề luật giống như là cái sợi dây của cái chiếc diều vậy. Sợi dây có mục đích làm cho cái con diều giữ được thăng bằng khi bay ở trên cao. Một khi con diều muốn thoát ly cái sự ràng buộc của chiếc dây sao mà vướng víu, luật lệ khó chịu quá, nó muốn thoát ly khỏi chiếc dây thì nó có thể là bay cao, bay xa trong phút chốc, nhưng sau đó chắc chắn nó sẽ bị mất thăng bằng
rồi sẽ bị cuốn theo những cái cơn gió lốc và kết quả là đâm xuống đất ta. Thế nên thưa cộng đoàn, luật lệ là một yếu tố chúng ta thấy rằng không thể thiếu trong xã hội loài người. Con người sống với nhau phải có những cái luật chung. Bất cứ xã hội nào cũng phải cần đến những cái lệ luật hết. Mỗi quốc gia, mỗi đoàn thể, tổ chức và kể cả mỗi gia đình chúng ta cũng phải có những cái luật lệ đó. Cha mẹ phải có luật cho con cái đi đâu, làm gì, giờ giấc như thế nào, vân vân. Phải báo cho cha mẹ biết những cái luật lệ riêng của từng gia đình đều cũng phải có đó. Và luật lệ chân chính sẽ hướng đến việc là giúp cho xã hội thăng tiến. Nhờ đó mà đời sống con người cũng được thăng tiến, chuyển nở thêm, và nhất là được hạnh phúc thật. Do đó thi hành luật lệ chính là bổn phận của mỗi người trong xã hội đó. Chúng ta phải có nhiệm vụ, có bổn phận phải giữ đúng những cái luật đề ra. Nhưng trong cái tương quan hai chiều thì chúng ta cũng cần biết rằng nếu mà có cái luật nào đó mà nó không giúp gia tăng phẩm giá và thiện ích của con người thì cái luật đó cần phải được xem xét lại. Ví dụ trong gia đình những cái luật lệ mà cấm cản, cái gì cũng bố mẹ ngăn cấm, không cho con làm cái này làm cái kia, thì cái điều đó nó đâu có giúp cho những đứa trẻ phát triển hay không. Nó ngăn cản, thành ra phải xem lại. Luật lệ là cần thiết, nhưng mà cái luật đó có phải là cái luật chân chính hay không đó. Thế nên suy niệm trang tin mừng hôm nay thì chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dùng thời gian của mỗi ngày, dù đó là một cái ngày làm việc hay ngày nghỉ, để chúng ta sống cái thời gian đó như là ân lộc mà Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể thờ phượng, tôn vinh Chúa, bồi dưỡng thể chất, tinh thần để có thêm năng lượng, sáng tạo, làm cho cuộc sống của chúng ta vui tươi, hạnh phúc thật. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng cốt lõi của luật đó là tình yêu đó. Cốt lõi của luật là tình yêu. Vì khi yêu thương cách chân thành và vô vị lợi, lúc đó chúng ta đã chu toàn lề luật một cách trọn hảo. Amen.